Dạ không. Không mà. Dạ vừa muốn vừa không cô. Vừa muốn vừa không mà. Không muốn đi chơi thôi cô. Sao mà không có gì chơi? Lan cô thấy dí nhau chạy quanh trường mà nó không có gì chơi. Cô nghĩ là các bạn nam rất là thích đi đến trường học. Ở nhà không có ai chọc lên trường, chọc mấy bạn nữ. Tự chủ. Còn Trí chạy kìa. Từ từ thôi Trí ơi, không sao hết. Cô, hồi nãy cô đùa đó. Ăn từ từ thôi, nút. Tậu chưa? Trần Thị Thúy Dư à, hay Thúy Du Thì dơ cô à, Thị Dư để quên đọc. rồi, đọc đi. Một người mẹ, bà Tâm có người con trai đã trưởng thành tên là M. Anh là một người đi biển giỏi và là trụ cột trong gia đình. Khi bà Tâm nhận thấy con có những dấu hiệu không bình thường thì M đã nghiện ma túy từ lâu và bị nhiễm HIV/AIDS. Biết tin bà Tâm choáng váng, đau khổ đến mất ăn mất ngủ vì thương con. Mặc dù rất đau đớn nhưng bà không khóc trước mặt con và nén chặt nỗi đau để chăm sóc con. Bà còn tích cực giúp đỡ những người có HIV/AIDS khác và vận động gia đình những người này không xa lánh mà gần gũi chăm sóc họ. Hai, chuyện của N. N là con út trong một gia đình khá giả, được bố mẹ rất cưng chiều. Lúc đầu N là một học sinh ngoan và học khá, nhưng sau đó N bị bạn bè xấu rủ rê theo chúng tập hút thuốc lá, uống bia, đua xe máy và chơi các trò nguy hiểm khác. N trốn học liên miên vì bạn N không giữ vào lớp 10. Đúng lúc đó một đứa bạn cũ đến rủ N hút cần sa. Đây lớp buồn chán, tuyệt vọng, N liền hút thử. Cứ như vậy một lần rồi lần nữa, N đã bị nghiện. Để có tiền hút chích, N tham gia vào một nhóm trộm cắp này bị bắt trong lúc đi ăn trộm. Có đọc gợi ý không cô? À, cô cảm ơn. Thôi, từ đó rồi. Nha, rồi. Sau khi nghe bạn đọc thì cả lớp cùng cùng cô tìm hiểu về phần truyện đọc thứ nhất là phần truyện đọc nói về gì? Bà Tâm, bà có một đứa con là gì? Là trụ cột của gia đình. Nhưng vô tình bà phát hiện gì? Thắng tập trung vô ngồi cười hoài. Bà vô tình phát hiện ra đứa con của bà bị gì? Bị nhiễm HIV. Bị nhiễm HIV và trước cái nỗi đau đó, cái phụ huynh nào người ta cũng gì, rất là bàng hoàng, rất là đau đớn. Nhưng như thế nào ở đây thì riêng bà Tâm như thế nào, bà gì, bà nén chặt nỗi đau đi làm gì, để bà chăm sóc, bà tạo động lực cho đứa con của bà tiếp tục về chống chọi với bệnh tật, đó. Thay vì gì xa lánh những gì, những cái người nhiễm HIV thì bà như thế nào, tích cực gì, giúp đỡ những người nhiễm HIV và gì tham gia các hoạt động gì tuyên truyền. Tuyên truyền cho mọi người biết là gì, không nên xa lánh những người gì nhiễm HIV. Em mới Thì đi theo lấy. em thế nào là tự chủ? Dạ thưa cô, tự chủ là làm chủ bản thân, biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Rồi, cảm ơn. Mời Long, Nguyễn Hoàng Long. Rất là con đọc lại rồi cô. Ừ, lặp lại đi. Từ từ chủ là Sing làm chủ again. từ chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình. Nào, cả lớp viết vẫn khái niệm và vỡ cho cô. Sau đó viết xong, bạn nào mà lười á, chéo vào trong sách ghi khái niệm. Chà, bữa sau còn biết là có một nào một khái niệm. Có nhiều bạn viết cho cô, có nghĩ sao mà đứng lên đọc cho cô là một khái niệm là tự chủ là biết làm chủ được bản thân rồi xong. Tới đó là rồi mất hết điểm luôn nghe. Chưa chắc là không phải 25 nữa, không phải một đó, không biết có không. Rồi, viết xong thì ghi cho cô hai nhỏ là ý nghĩa.
lướt qua một vòng coi đứa nào tắt cam nè. Duy nè. Chưa chi nói là thấy thằng Hòn giọt quán tắt cam liền. Bật cái trần nhà đây cho cô nhìn cũng được, không sao hết. Yên tâm, nhìn trần nhà quen rồi. Cô ơi. Gì? Cái nào mới gọi đó? Ngang à? Có đứa mua nói cô tên chị kìa. Có đứa mua nói à? Vô phần chat đó cô. Không biết cô tên gì đúng không hả? Đừng có nhìn vào có tên trong cái nick này của cô. Cô ơi, bà ăn học và bà ăn chút vàng đi cô. Ờ. Thôi, tên tuổi thì bữa trước nói rồi, không tập trung nghe đâu, hay là bữa trước không học. Mà á bà không? Bà lũ nên nắp mềm mi. Ờ, không, nó leo trong điều học, trừ điểm đó, cô chia điểm cho nhau đó nghe. Đó, xong chưa? Ghi cho cô hai nhỏ, ý nghĩa. Bây giờ cô có một cái tình huống lắng tai nghe này, cô có bất cứ một đứa nào đó nghe chưa? Không trả lời được là bị bắn ra khỏi cuộc chơi. Đó, bây giờ cô hỏi nè, bây giờ có một tình huống thế này. À, bạn Hiền à, là sống trong một gia đình gì rất là khó khăn nhất trong vùng. Dạ, yeah. Bây giờ ba bạn vừa về hưu và mẹ có bạn gì à, còn mình một mình mẹ bạn làm thôi, giỏi toàn trường. Dạ, yeah, học sinh giỏi toàn trường và gì à, được nhận rất là nhiều học bổng từ các nhà trường và gì, và được mọi người yêu thương biết đến và rất là quý mến. Vậy thì em có nhận xét gì về bạn Hiền? Em có nhận xét gì về bạn Hiền? Duy à, Duy ơi, cười khòi vậy Duy? Dạ thưa cô, là bạn Hiền chỗ mua cô chỉ em với cô. Không có không đó, bây giờ cô vừa đọc một tình huống mà. Đọc lại đi cô. Ừ, cô đọc lại nghe một lần cuối cùng nghe. Chứ trong trò chơi thì không có đọc lại đâu. Rồi cô đọc lại nè, có nghĩa là bây giờ cái tình huống như thế này. Là bạn Hiền, cha, sống trong một gia đình rất là khó khăn. À, nói chung là khó khăn đây. Sao để cho là, để tôi cô là bạn Hiền học giỏi, cố gắng học tập hết cô. Từ từ, vội vàng, cô chưa hướng dẫn mà. Bây giờ em nhìn thử, ví dụ như gia đình mà khó khăn không? Có. Ừ, thì đứng trước hoàn cảnh khó khăn đó bạn như thế nào? Dạ thưa cô là cố gắng. Ừ, bạn có cố gắng. Đó là cái gì? Cái hành vi bạn làm chủ được cái gì đó? Dạ, tự chủ. Hành vi. Ừ, làm chủ được hành vi của bản thân. Mấy em nhỏ là mình đi lắng xem mấy đứa anh chị lớn là thần tượng. Nha. Đó, lo giữ vững này. Rồi. Thì qua đó thấy gì? Bạn Hiền là một người gì? Đọc thắng. Listen dạ. Again. Ok cô. Tự chủ là một đức tính quý giá, nhờ tính tự chủ mà con người biết sống đúng cách, biết sống một cách đúng đắn và biết cư xử có đạo đức, có văn hóa. Tính tự chủ giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thử thách cám dỗ. Rồi, cô bao cả lớp biết mà vỡ. Đừng lộn vỡ nữa nghe thắng. Đấy đúng vỡ rồi cô. Sao ghi là cô chiêu môn giáo dục công dân. Đó, ghi vô, ghi nhớ. Trương Ngọc An hay Trương Ngọc An đây? Thôi bớt múa đi, bớt số. Cái gì bây giờ mà còn trùm mày hả? Mày cũng dịch nữa. Phản cảm lắm. À, bây giờ mấy đứa thấy không đó? Này, cô mặc hử một xí vậy đi, cái là chụp lại một phát, nó đăng lên, nó bảo là cô ăn mặc phản cảm. À, gây gì mất tập trung của học sinh học không được không. À, bây giờ như em đấy mặc áo ba lỗ, cô chụp một cái, cô đăng lên, cô nói là ừ học sinh có thái độ không tôn trọng giáo viên. Em có chụp chị cô đâu. Thôi bây giờ trả lời nè, được chưa? Đó, cô đọc lại đi cô.